Dạ vâng, cửa hàng Đông Ngư Cầu Hiêu Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đông Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cơ xích hàng khai thác này. Estin MS261. Đó, vừa rồi thì em mới về một lô có 2 cây luôn. Đó, thì đã bán được một cây rồi và giờ có về một cây tiếp nhé các bác nhá. Đó, thì còn một cây nốt thì quay nốt cho các bác xem qua. Đấy, một máy cưa thì cũng cực kỳ đẹp nhá. Các bác nhìn nữa, nhìn phần ốp lam thì trông như mới nhá. Đó, ốp này ốp zin của nó luôn các bác nhá, nước sơn zin luôn nhá, chưa bỏ có sơn xiếc gì đâu ạ. Đã cho các bác nguồn zin từ A tới Z luôn. Đó, mắt xích của nó này các bác nhìn ạ, mắt xích to bản nguyên nhá. Lam của con này thì là lam 5 tấc, lam 5 tấc, lam bánh xe các bác nhá, theo máy là lam bánh xe. Đó, nói chung là về được thì nó như thế nào, tình trạng máy như thế nào thì em cũng để yên như thế thì em bán thôi, cũng không bảo là phải đổi lam đổi liếc cái gì đâu ạ. Lam như thế nào thì em quay như thế em bán luôn được bác. Đó, còn tổng thể máy móc thì con này thì tình trạng nó cũng đẹp nhá, đẹp xuất sắc luôn các bác. Bồ biếc này quá đẹp luôn nhá, mặt tiền nó quá là ok này, chưa có gọi hầu như là bỏ sơn trước thì còn nguyên nhá, còn đẹp nguyên các bác nhá. Dòng này là dòng cưa khai thác đời cao, sản xuất năm 2013 này. Đó, dòng 261 công suất 50,2 cc. Đó, đấy là tất cả thông số về máy. Cân nặng con này thì chắc cũng khoảng tầm 5 ký, hơn 5 ký. Đấy là đầu máy không nhá, còn cả xích nó chắc rơi vào tầm gần 6 ký. Đó, em cũng chưa cần nữa nên là cũng không rõ nữa là khoảng bao nhiêu. Thì mướm thì nó tầm đó. Đời cao thì nó xài sử dụng là nắp xăng cài luôn các bác nhá, nắp xăng nắp nhớt cài luôn, giống như mấy cái dòng máy 381 đồ linh tinh á, đó 381, 382. Đấy. Thắng xích sử dụng đảm bảo nguyên nha các bác nhá. Nói chung con này thì vừa rồi em về được hai con thì hai con đều đẹp cả các bác nhá. Hai con đều đẹp quá. Nên là các bác không phải lăn tăn gì đâu. Đó, hai ốc làm nguyên zin từ A tới Z, máy em đảm bảo cho các bác là zin từ A tới Z luôn. Chưa bung chạm máy móc gì cả, nguyên zin cho các bác. Về sử dụng nòng hơi thì cứng cáp nguyên. Có xả áp luôn các bác nhá, có xả áp luôn. Đấy. Về các bác sử dụng khai thác thì quá là ok rồi. Không phải lăn tăn gì các bác nhá. Đó, vâng, thì bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn này. Để cho các bác tham khảo được thì các bác liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhá. Số điện thoại của em là 0354392929. Số điện thoại đó thì em cũng xài số Zalo luôn. Đó, số điện thoại thì em để trên màn hình này các bác nhá. Các bác nào cần những dòng máy hệ hoặc liên hệ qua cho em để tìm những dòng máy mà ưng ý với gia đình mình nhất. Đó, những dòng máy mà em đăng ở trên YouTube thì các bác cứ liên hệ qua cho em hoặc vào kênh Luật Estin để xem những video về máy móc của bên em nhé. Đó, bên em thì chuyên về máy cưa, máy cắt cỏ. Đó, hàng Nhật bãi nội địa. Đó, các bác nhé. Nói chung là em đỡ căn chỉnh cũng như dọn nổ online rồi. Về các bác chỉ phải xài và sử dụng thôi. Linh kiện cũng như là tất cả mọi thứ từ A tới Z thì em đã kiểm tra cho các bác ngon lành các bác nhá. Không có trục trặc hay hỏng hóc gì cả. Nòng hơi con này thì cứng cực kỳ luôn các bác ạ. Đó. Đó các bác chưa giật giật tiếng là đã biết rồi, bình bịch luôn các bác nhá. Giật chỉ cần nghe tiếng giật thôi là đã biết là cái hơi của nó đẹp cỡ nào rồi. Đó. Hơi nó thì cực kỳ cứng và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Bao gì cho các bác này, nguyên zin luôn các bác nhá. Đó, nói chung là máy móc thì em bao đảm bảo cho các bác là zin chính hãng luôn của nhà Estin. Đó, tình trạng máy móc đẹp xuất sắc rồi. Các bác nào ưng ý con này thì có thể liên hệ qua cho em, số điện thoại đặt hàng thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.